Đây là những tài tử vừa khó. Nhờ sự tương trợ của khán giả mà hành trình theo đuổi đam mê của các thí sinh bớt đi chút khó nhọc đời thường. Ba cô cháu đã cùng đồng cam cộng khổ trong những ngày tập luyện. Nhưng dường như ngay khi bước lên sân khấu thì tình thế đã thay đổi. Vì mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vì ghẻ mà thương con chồng. Cơm này á, ta để cho chó nó ăn còn có nghĩa hơn cho tụi bay nữa. Nghĩ mà thương cho tấm thân tàu thì... Năm nay em xuân thắm tươi như vàng ngàn hoa, sao ai ân thần thờ qua vẫn luôn ngóng chờ, sao lại giờ xa cho bước lạnh lòng ta. Nghĩ mà thương cho thấm thân tàu thì sắc á thì em có, mà hương á em cũng có luôn. Vậy mà cứ phải vòng không gối chỉ. Có chồng như thế ở không, chồng đi chiến trận còn trong mong gì. Đường ta vẫn cứ đi, giáo gương trần mạc, biết khi nào chồng về. Phạm Công ơi, chàng đừng có trách thiếp. Nghĩ sao vậy? Từ ngày lấy tôi về tới giờ cứ đi hoài à. Vậy đừng trách tôi gì hết trơn. Đã vậy á, chàng còn bắt tôi á giữ hai cái đứa con của chàng nữa. Trời ơi, hai cái đứa nhỏ thấy ghét ha. Khó ưa, khó ưa mà chàng bắt thiếp phải ưa. Để cho thiếp phải héo mòn sắc hương. Chết rồi, hôm nay là mình có hẹn với Trương Lan đó. Trời ơi, vậy mà nãy giờ mình cứ khóc lóc hoài. Một lát Trương Lan gặp mình chàng chê ta xấu, không có được. Bây giờ để mình vào trong, mình thay đổi si mi và chỉnh chu cái nhan sắc lại đó. Trương Lan à Trương Lan, Trương Lan à Trương Lan, Trương Lan à Trương Lan. Lực, Lực ơi, ra đi, giờ không có ở đây đâu em. Chị hai ơi, em sợ gì quá à. Thôi, em đừng có sợ. Vì ở tuốt, ở trong nhà trong á, mình ở ngoài này mà, em đừng có sợ, em ngồi xuống đây đi. Em đói bụng không? Dạ. Chị lấy cơm cho em ăn. Dạ. Nè, em ăn đi. Ủa, ở đâu chị hai có cơm vậy? Hồi sáng, dì còn ngủ, dì chưa có thức. Chị lén vô trong, chị lấy chút xíu cơm, chị bỏ vô cái gỗ cá này nè. Dì không có biết đâu, em ăn đi. Dạ. Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của mẹ mình, không mấy mình cúng mẹ trước rồi mình hãy ăn luôn nha chị hai. Hay quá hả? Cúng mẹ đi em. Dạ. Dạ thưa mẹ, con là Nghi Xuân. Con là Tấn Lực. Con cầu nguyện hương hồn mẹ có linh thiêng về đây dùng miếng cơm với hai con. Con mời mẹ. Trời đất quỷ thần ơi, tao dặn tụi bay làm sao? Dạ trời khuya mới được về. Vậy sao trời nay tụi bay về hả? Dì ơi, em con đói bụng, con về con xin miếng cơm cho em con ăn đỡ đâu.
dỗ cho mẹ vui. Cái gì? Trời ơi trời, làm gì có cơm cho tụi bay ăn mà đòi cúng cái mẹ tụi bay nữa hả? Trời ơi, tao nói cho tụi bay biết, cơm này á, tao để cho chó nó ăn còn có nghĩa hơn tụi bay à. Nhưng cơm này là của cha mẹ con để lại cho tụi ăn, tụi con ăn mà. Chị có quyền gì mà chị không cho tụi con ăn? Cái gì? Mày nói cái gì hả? Mày nói sao? Mày nói gạo tiền của cha mày để lại hả? Còn khuya, không chừng nó đang rủ xác ở ngoài quan ải rồi kìa. Dì nè ơi, dì có chửi tụi con bao nhiêu á thì dì chửi, chứ dì đừng có chèo cha con. Giỏi quá hen. Cái miệng của mày á hả, giống hệt con cái mày của mày. Nè, tao nói cho tụi bay biết nè, cơm này á là cơm của tao, tao không cho tụi bay ăn mà tao còn đổ hết vậy nè. Đổ hết cơm rồi Lận ơi. Dì ơi, dì nói với người ta dì thương tụi con mà đói dì không cho ăn, khát dì không cho uống. Hai chị em con có tội tình chi mà dì nỡ nhẫn tâm hành hạ chẳng thương tình. Dì bắt tụi con để con ăn, con hờ đói lắm dì ơi, xin dì mở chút lòng từ xót thương cho con ăn một bát cơm, ăn rồi con sẽ chăn trâu cho dì. Định dụ dỗ tôi nữa đó trời. Ê, mày tính dụ tao nổi không? Tao nói cho tụi bay biết nha, bổn phận của tụi bay là trăng trâu, trăng bò, trăng gà, trăng vịt. Còn tụi bay muốn đói ăn cái này được không? Hả? Ăn cái này, ăn cái này nè, ăn cái này nè. Yes ha. Dì ơi, dì có đánh thì đánh con đi, chịu nỗi đòn. Dì ơi, em con nó còn nhỏ lắm, nào có tội tình gì. Con nhớ ngày nào mẹ của con còn sống, mẹ con chưa có bao giờ la mắng chúng con. À, giờ đây mày chửi xéo khiên tao, quả là cái quân mất dạy vô cùng. Tao thương tụi bay nè, tụi bay còn nguyền rủa nữa. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi. Đi, đi cho khỏi nhà tao. Đi, đi, đi. Dì ơi, nhưng nhà này là nhà của cha mẹ con mà, có gì có gì đâu mà dì đuổi tụi con đi. Cái gì? Mày nói là sao? Mày nói tao không có quyền hả? Quý sướng mất dạy. Mày chấm với tao đó, chỉ có đi vào cõi chết thôi. Nhà con gái mẹ mày ngoài nghĩa địa ra đó ở, còn cơm á ra ngoài quan ải mà ăn, xác cha tụi bay đó đó. Dì ơi, con cúi lại dì, nếu đi khỏi nơi này tụi con biết sống ra sao. Ra sao thì mà kệ tụi bay chứ, nói tao làm gì. Tôi mệt quá, nãy giờ tôi nựng hai đứa này tôi mỏi tay quá. Bây giờ tôi vào trong, tại giờ trong đang cơm, một lát tao trở ra đây đó. Mà tụi bay còn ở đây đó là tao giết chết. Nghe chưa, nghe chưa? Bụng à. Em đói bụng hả? Mình ăn đỡ cơm này đi. Dạ. Cơm này cát không à?
thương buốt lạnh thân này, công cơm cháo qua ngày, cầu mong người cho con bữa ăn, rồi mai đây con gắng công đền ơn bà con giùm thương bố thí cho con các kiêng đức sau ngày sau. Dạ con cầu xin bà con cô bác nhủ lòng thương cho chúng con đồng tiền bát gạo để con lay lất qua ngày đi tìm cha. Mẹ con mất rồi, tụi con khổ lắm. Trời đêm đậm cô rô bên mái hiên và ai nhớ thương cha mắt lệ đông đầy. Xin hãy thương tình nhờ ơn cô bác giúp chồng, dạ cầu xin bà con cô bác làm ơn bố thí cho con chén gạo đồng dạ qua ngày, con xin ghi khắc ân sâu. Trời ơi, hai cái đứa quỷ sứ nãy giờ chưa chịu đi nữa hả bác quay? Chị hai ơi, em quá nổi. Em đứng lên đi chị hai cổng. Dạ. Hai cái đứa quỷ sứ này mày đi chưa hả? Trời đất ơi mày. Trời đất ơi, nhìn xuống dưới khán phòng hả? Khán giả khóc quá trời luôn. Xúc động và thương Nghi Xuân Tấn Lực. Ở đây mắt cũng đỏ que hết trơn hết trội rồi. Còn Tạo Thị, nhìn cái mục rùi là thấy ghét rồi. Và cái vai Tạo Thị này á, là chị Thanh Hằng á, đóng hay dữ lắm nè. Chị Thanh Hằng không biết là có soi gì thí sinh Nguyễn Thị Thủy của chúng ta không ạ? Mở màn ra giới thiệu nhân vật Tàu Thị, bước ra một cái là cái mặt thi bắt ghét rồi. Mà cái tên Tàu Thị này nó đã từ hồi xưa tới bây giờ, người ta nói không có ai ác bằng của mẹ Tàu Thị. Cái không phải bẩm sinh con người mình ác đâu, nhưng mà là tại vì từ trong hoàn cảnh nó đưa đẩy ra cho em phải ác. Ác là như thế nào? Đây, bây giờ chị nói, thí dụ như bây giờ hồi nãy Tứ nó nói câu rằng là đây là cơm gạo của ba má tôi, của cha mẹ tôi, đâu phải là của gì đâu. Đâu con nói lại thử coi. Nhưng cơm này là của cha mẹ con để lại cho tụi con ăn mà. Có gì của gì đâu mà dì đổ tụi con đi. Mày nói vậy hả mày? Thấy chưa? Đây là cái cử động, cái cử chỉ, cái hành động để em tiếp sức cho hai đứa này. Em hãy nó hành động như vậy. Nó khóc thiệt luôn. Thấy rõ ràng chưa? Phải không con? Nó đó là một cái vậy sức mạnh dai. Chứ mình không thể diễn hình. Những người chung khi mình diễn đó, mình phải có cái lực, mình phải rõ ràng, chính xác. Nếu mà là chị Thanh Hằng diễn là nãy giờ tôi khóc sướt mướt rồi. Sợ đau hai đứa nhỏ nó khóc em khóc theo. Dạ trời ơi cái bản chất là hiền mà bắt nghe đóng ác, đóng dữ sao, sao được ra được. Nhưng mà chị đã ráng lắm rồi đúng không chị Huyền? Quá rồi, gọi là ráng lắm rồi đúng không? Chị Thủy đã quá vượt cái sức mà tưởng tượng đã thể hiện được rồi đó. Nhưng mà khi diễn thì vẫn chưa có đẩy được cái đủ cái lực. Tại vì Thủy phải đẩy được cái lực thì mới tạo nên cái sự đau xót hai đứa bé nhiều hơn. Phạm Công Quốc Hoa không phải chỉ là một cái tác phẩm trên sân khấu cải lương, mà từ kịch nói đến điện ảnh đều thể hiện. Cho nên đây là một cái sự quá tải đối với tất cả quý thí sinh. Nhưng mà quý vị đã cho tôi được coi một cái tiết mục tròn vẹn.
Tôi thì tôi nghĩ khác tí xíu thôi, nhưng vẫn có nội dung đó thôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta quên mất bi kịch của người phụ nữ này. Chồng có chồng như không, trong cái lời nó có hết. Có chồng như không đi hoài. Người phụ nữ, thân phận phụ nữ chịu không nổi, không vượt qua bản năng của mình, phải đi tìm một cái mối tình khác ngoài luồng. Chúng ta thương hay giận? Vừa giận vừa thương. Và tại sao chúng ta phải tìm cái hoàn cảnh là tại sao ghét hai đứa này? Bởi vì nó còn ở trong nhà, nó làm chướng mình, nó làm cái giật cản mình không đến được với cái tình mới của mình. Thành ra phải ghét nó, phải bắt nó đi từ sáng tới tối. Vâng vâng mà vâng, vâng. Chúng ta phải diễn hai mặt nó để cho thấy tôi cũng là một bi kịch. Nhưng tận cùng người ta thấy nhân vật này đáng thương. À, chị Thủy thấy thế nào? Mặt chị buồn quá. Cũng hơi lo, tại vì cái giai này hồi đó tới giờ mà ở ngoài đời thì mình rất là ghét, sâu độc quá mà ghét của nào trời cho của nào trời cho của đó. Mà bây giờ đưa ngay giai này em nghĩ là em gánh không nổi. Thương chưa? Chính vì những giai này mới được đi sâu vào lòng người. Người ta ghét rồi người ta mới thương, rồi người ta mới nhớ. Đúng rồi, mà chị Hằng là chuyên trị và phải nói là để lại dấu ấn hết sức là đậm đến đà. Bây giờ vẫn là nữ nghệ sĩ tuyệt vời Thanh Hằng đó. Đó, rất là giỏi. Mà Trân nhớ hồi xưa Quế Trân còn nhỏ như vậy cũng đóng Nghi Xuân rồi, Tấn Lực với chị Hằng bị nè. Rồi. Dạ te tua tan nát luôn. Coi như là đầu cổ là coi như bị kéo tơi tả lôi đầu. Em kéo ơi, tóc đã có dịp xù. Quế Trân đã có dịp trả thù chị Thanh Hằng lại chứ. Dạ bây giờ thì Tàu Thị Thủy có muốn được biết số điểm từ Tàu Thị Hằng không ạ? Chị gửi tặng em 9 điểm dành cho chị Nguyễn Thị Thủy. Và số điểm dành cho bé Nguyễn Thanh Tứ là... Là hai con. Đây là hai con hôm nay rất là tròn. Cô xin tặng cho hai con 9,5 dành cho Nguyễn Thanh Tứ và cả Hoàng Thị Hồng Yến. Và bây giờ là điểm số của... Con muốn điểm số của chị Cô Huyền hay là chú Việt Anh? Dạ, con muốn điểm số của cô Ngọc Huyền. Cô Ngọc Huyền dành cho bé Nguyễn Thanh Tứ bao nhiêu điểm ạ? À? Dạ ngược. Ngược, 5,9 ạ. 9,5 dành cho bé Thanh Tứ. Và bé Hồng Yến là 9,5 luôn. Còn bây giờ là điểm số của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền dành cho chị Nguyễn Thị Thủy. 9,5. Xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Xin được chúc mừng ba thí sinh của chúng ta. Thương quá con trai, I love you. Rồi, phần thi của con sao rồi? Con thấy hài lòng về phần thi của con. Được ban giám khảo Ngọc Quyền khen con hát câu những cỏ hay. Bị Yến sao? Hả con? Dạ con chưa thấy hài lòng như em. Tại vì con thấy con diễn xuất chưa có được tốt lắm. Chị thấy sao? Chị mặt đăm chiêu vậy? Chị diễn dở quá à. Chị Thanh Hằng chị buồn. Tại vì cái vai đó nặng lâm lý, chị không biết diễn. Trời ơi, chị đừng có bi quan. Hồi nãy em thấy tuy là giám khảo có góp ý, nhưng mà rõ ràng là giám khảo Ngọc Quyền có khen chị mà. Đúng không? Đúng không mọi người? Dạ, đúng. Đúng rồi đó.